Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn là cách gấp con thỏ. Cách này cũng tương đối đơn giản thôi. Đầu tiên thì các bạn chuẩn bị cho mình mảnh giấy hình vuông. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn tước rồi. Thì chúng ta bắt đầu gấp. Thì trước tiên các bạn gấp mảnh giấy làm đôi như mình này. Đựng chúng ta lấy dấu đường giữa. Sau đó chúng ta mở ra. Chúng ta gấp gấp hai bên lại sao cho mép giấy tùng với cái mép mà cái đường mà mình lấy dấu. Sau khi gấp xong, chúng ta mở ra và chúng ta lật lại. Tiếp tục gấp lấy dấu tương tự như trước. Sau khi gấp lấy dấu xong thì chúng ta tiếp tục gấp cái hình vuông nhỏ. Các bạn gấp sao cho mà cái góc tùng lên mà cái đường chúng ta lấy dấu nha các bạn. Sau khi gấp xong thì chúng ta vẽ gập nó lại và chúng ta được cái hình như thế này. Rồi chúng ta tiếp tục gấp cho đều hai cạnh hai bên một lần nữa các bạn. Sau khi gấp hai cạnh hai bên xong, chúng ta tiếp tục gập nó lại. Các bạn gấp cho sát luôn nha các bạn, ngay cái đường mà mình mới vừa chỉ. Gấp xong là chúng ta lật lại. Chúng ta tiếp tục gấp cái miệng thỏ. Các bạn gấp vào khoảng vừa đủ tí thôi nha các bạn. Rồi chúng ta tiếp tục gấp đôi lại. Xong chúng ta tiếp tục nắm hai cái tay của thỏ chúng ta kéo lên sao cho hai mí tay thỏ tùng với mà cái đường mà chúng ta lấy dấu tước đó.
hoặc là chúng ta kéo qua khỏi một tí cũng được nữa, chẳng sao đâu các bạn. Rồi chúng ta tiếp tục gấp thân và chi sao của thỏ. Chúng ta tiếp tục gấp lấy dấu tước sao cho cái góc nó tùng như chỗ này nữa bạn. Nó vừa đụng cái chỗ mình chỉ hồi nãy là được rồi. Chúng ta mở lao và chúng ta tiếp tục cho nó vào giữa. Cái chân thỏ, chân sau của thỏ thì các bạn gấp bóp nhẹ hai cái góc đó trước, hai góc hai bên trước. Cái lưng thỏ thì các bạn giờ chúng ta bẻ một tí, chúng ta lấy dấu trước và chúng ta mở ra và chúng ta cho nó vào giữa. Chúng ta để chúng ta thấy cái độ mà tôm độ lưng hơi hơi cong của thỏ. Như vậy thì chúng ta đã xong phần thân và phần chi sao của thỏ. Chúng ta tiếp tục gấp phần tai của thỏ. Chúng ta gấp ngược lên trước sao cho nó tùng ngay chỗ cái dấu mà chúng ta lấy dấu. Chúng ta gấp thẳng qua khỏi một tí cũng được nữa. Mà gấp tùng thì nó tốt hơn các bạn. Lấy dấu xong chúng ta mở ra và chúng ta lòn tay, chúng ta mở cái tay thỏ ra. Bây giờ chúng ta chỉ quẻ mắt nữa là chúng ta đã hoàn thành chú thỏ rồi các bạn. Nếu các bạn cảm thấy chia sẻ của mình hay dễ hiểu thì các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công.